Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã có sự đổi mới sáng tạo trong nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ. Qua đây, hội viên phụ nữ từng bước khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum có 129 cơ sở hội, 761 chi hội với trên 85.400 hội viên phụ nữ. Xác định tầm quan trọng của chỉ thị số 21 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới, các cấp hội đã tăng cường tuyên truyền quán triệt nội dung chỉ thị một cách đồng bộ thông qua sinh hoạt chi, tổ hội. Chi hội phụ nữ thôn Kon Tum Cơ Bơn, xã Đắc Rơ Va có trên 100 hội viên, góp phần đưa chỉ thị số 21 vào cuộc sống. Chi hội phụ nữ thôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung của chỉ thị gắn với giáo dục chính trị, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên phụ nữ. Trọng tâm là phổ biến về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Kon Tum. Chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phụ nữ, những nhiệm vụ chính trị xã hội, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tham gia phong trào, công tác hội. Nhờ đó, tỷ lệ thu hút hội viên của chi hội đạt 100%. Thực hiện chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chỉ thị số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chi hội thôn Kon Tum Cơ Bơn đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền chỉ thị 21 cho toàn thể hội viên phụ nữ bằng các hình thức như tuyên truyền trực tiếp qua sinh hoạt của hội hoặc tuyên truyền qua mạng như mạng xã hội như Zalo. Nhờ vậy, chị em phụ nữ đều nắm được nội dung tuyên truyền cơ bản của chỉ thị. Qua 6 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư trên địa bàn xã thì vai trò và vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tổ chức của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ngày càng được củng cố và phát triển, phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần quan trọng cùng với địa phương. Thực hiện chỉ thị 21, các cấp hội phụ nữ có nhiều khâu đột phá về hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nhất là nhóm phụ nữ đặc thù như ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đắc Hà thành lập 6 mô hình nhóm cha mẹ có con từ 0 đến 8 tuổi tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chức năng của nhóm là đẩy mạnh bình đẳng giới, hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ nữ thông qua tuyên truyền, tư vấn pháp luật, tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, hướng dẫn cha mẹ thực hành dinh dưỡng và giáo dục con cái. Qua đó, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, kinh nghiệm trong xây dựng, vun đắp gia đình. Hiện nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân ở huyện Đắc Hà giảm còn khoảng 14%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm còn khoảng 5%. Số vụ bạo lực gia đình ngày càng giảm. Nhóm mình để duy trì về việc sinh hoạt của nhóm cha mẹ không đến 8 tuổi để nâng cao cho cha mẹ nhận thức được để chăm sóc trẻ khỏe mạnh và thông minh. Với việc duy trì sinh hoạt thì kết hợp lồng ghép với sinh hoạt chi hội luôn. Các chị hợp tác rất là tốt. Qua tuyên truyền của chi hội trưởng của phụ nữ xã và thôn là tuyên truyền không sinh con thứ ba, không để nhiều con là không có điều kiện nuôi con, là mình để hai con để xuống thôi ạ, và có thể có điều kiện nuôi con tốt hơn và có thể cháu nó có sự phát triển tốt hơn và không bị suy dinh dưỡng này, không có thể không thiếu ăn này, bé có điều kiện đủ để đi học rồi vui chơi tốt hơn. Kon Tum là tỉnh miền núi, số hộ hội viên phụ nữ nghèo còn cao, nhận thức trình độ của người dân không đồng đều. Do đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tập trung hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế theo quan điểm của chỉ thị 21. Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân trên 1.700 tỷ đồng cho hơn 15.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay đầu tư sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thành lập mới 77 mô hình phát triển kinh tế, nâng tổng số mô hình phát triển kinh tế do các cấp hội phụ nữ quản lý lên 175 mô hình, trong đó có 7 hợp tác xã.
Qua các mô hình và cuộc vận động đã giúp trên 1.200 hộ phụ nữ nghèo, thoát cận nghèo. Năm 2023 thì được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mô hình nuôi heo giống. Và lứa đầu thì em mua được 3 con, tổng số tiền là 4 triệu. Và em bán ra được trong 5 tháng là được 10 triệu. Và trong 2024 đây là em tiếp tục mua lứa đợt 2, được 4 con. Tổng số tiền mua giống là 5 triệu 6. Và bây giờ đang cố gắng để phát triển thêm. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều gương phụ nữ mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp, tiêu biểu như chị Cù Thị Hồng Nhung, giám đốc hợp tác xã An Thành ở xã Đắc Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông. Chị từng đạt giải nhất cuộc thi Phụ nữ Con Tum khởi nghiệp sáng tạo và cuộc thi Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế cấp trung ương năm 2023. Chị thành lập hợp tác xã với mong muốn phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương và liên kết với bà con xây dựng vùng nguyên liệu. Đến nay, hợp tác xã xây dựng được các sản phẩm khô và chế biến sâu như trà sâm dây, rượu sâm dây, mứt sâm dây. Qua đây, vừa đảm bảo đầu ra nông sản, vừa tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ. Hợp tác xã của mình gọi là hợp tác xã cộng đồng, thì hơn 70% là người dân tộc thiểu số. Trước là mình xây dựng ở Đắk Rông, nhưng mà cái để phát triển mô hình sâm dây á thì khí hậu ngoài đó là tương đối nóng, thì mình chuyển vô đất na và làm thí điểm. Đầu tiên bây giờ mình đang làm là 2,5 hectare, thì hiện tại là bên hợp tác xã mình là có cái xưởng sản xuất rồi, nên là mình sẽ hướng triển khai ra rất nhiều sản phẩm từ dược liệu. Trước mắt thì là làm trà sâm dây, rượu sâm dây, rồi mứt sâm dây và các sản phẩm sâm dây khô tươi bán đi các nơi. Thời gian qua, công tác cán bộ nữ được cấp ủy chính quyền quan tâm và thực hiện đầy đủ trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ. Công tác chuẩn hóa các chức danh theo vị trí việc làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được chú trọng. Đến nay, tỷ lệ cán bộ hội cấp tỉnh, cấp huyện đạt chuẩn về trình độ đạt 100%, cán bộ hội cấp xã đạt chuẩn trên 92%. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp luôn nỗ lực, năng động, trách nhiệm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như chị Lê Thị Kim Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. Năm 2023, chị vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở giỏi. Trong thời gian đến thì đối với bản thân tôi, thứ nhất là phải nâng cao nhận thức về năng lực, tham gia đầy đủ các cái lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức, phát huy cái vai trò về ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức các hoạt động phong phú hấp dẫn, như là tổ chức các cái câu lạc bộ này, các cái đội nhóm, các hoạt động thể dục thể thao phù hợp với cái sở thích của từng hội viên. Qua 6 năm thực hiện chỉ thị số 21 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới, công tác phụ nữ thực sự trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và từng gia đình. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Hội viên phụ nữ trong tỉnh từng bước xây dựng hình ảnh người phụ nữ tỉnh Kon Tum tự tin, tự trọng, sáng tạo, khát vọng vươn lên, phát triển toàn diện. Qua đó khẳng định vị trí của mình trong nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sau chào cờ hàng tháng và ngày mùng năm hàng tháng thì tất cả bà con, nhưng trong đó là chủ lực là chị em phụ nữ, là tổng dọn vệ sinh rồi dọn dẹp, phát động cái phong trào mà 503 sạch, sạch ngõ, sạch bếp, sạch nhà đó, làm rất là tốt. Và thứ hai là chị em phụ nữ triển khai thực hiện con đường hoa của thôn rất là đẹp, khang trang, lại sạch sẽ trên bàn thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum xác định thời gian tới công tác phụ nữ sẽ bị tác động bởi vấn đề nhu cầu của phụ nữ về việc làm tại chỗ cao, trong khi kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế. Nhiều phong tục tập quán lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn và các yếu tố thiên tai, thị trường. Để phát huy hiệu quả chỉ thị 21 trong cuộc sống, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, hội viên phụ nữ, cần có sự quan tâm, định hướng, phối hợp hơn nữa của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp.